quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam đã có buổi tiếp Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sê Công Lào Kham Song Khom Nho nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam chào đón đoàn đến thăm Đà Nẵng và bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương đã có nhiều phát triển. Đặc biệt, trải qua hơn 2 năm ứng phó với đại dịch COVID-19, hai địa phương đã cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ động viên nhau. Và với Đà Nẵng, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế xã hội đã có bước phục hồi mạnh mẽ. Giai đoạn 2022-2027, Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Sê Công thực hiện có hiệu quả ghi nhớ hợp tác đã ký kết vừa qua, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương lên tầm cao mới. Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sê Công Kham Song Khom Nho bày tỏ phấn khởi về sự phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương Đà Nẵng và Sê Công, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Đà Nẵng đối với Sê Công và các tỉnh Nam Trung Lào thời gian qua và tin tưởng rằng chương trình hợp tác đã ký kết sẽ tiếp tục được thực hiện hiệu quả, góp phần vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị gắn bó keo sơn giữa Đà Nẵng và Sê Công nói riêng và hai đảng nhà nước Việt Nam Lào nói chung ngày càng bền chặt, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.